Nè, con mã số 01 anh em, con thổ pha một hậu kèm thưa. Anh em xem chỉ chim mình ha, chạy gì mình quay xong á rồi mình up lên rồi mình đi làm không à. Rồi anh em nhắn tin cứ hỏi muốn xem kỹ chim á thì mình không có về qua cho anh em coi được, thì anh em cứ xem trên cái clip này anh em xem kỹ giùm mình ha. Rồi con này mã số 01 thổ pha một hậu kèm thưa. Chim này bổi này thì cứ dài xịu em một con anh em ơi, tại vì mình bắt về mình lựa lại mình nuôi rồi chừng nào đứng lòng dạng gì mình mới bán cho anh em ha. Bắt lâu anh em ơi, con này ghé lay ra lay ra rồi. Mấy con chim này bắt là có clip đánh hết trơn anh em, mà nó nằm ở bên kênh YouTube kia mình á, Nguyễn 69 Cà Mau á, mà kênh kia mình bị sao mà bị xóa vĩnh viễn luôn anh em ơi, đăng lên không được nữa mà coi cũng không được anh em ơi. Nên không có clip bán cho anh em, nên nói chim thì nói cái bài bản chơi cho anh em vậy thôi, chứ clip đánh thì không có nên không có bán giá cao được anh em ơi. Cứ một em dạy sĩ mình thông mình bán cho anh em. Rồi đây là con mã số 01 nha. Rồi, đây là con mã số 02, con này giống tiểu nha anh em. Tiểu gáy một hậu. Con này thì không có kèm nha anh em. Con này thì không có kèm. Con này bắt với mới được 2 tháng anh em ơi. Rồi, mã số 02. Rồi, con này là mã số 03 anh em, con này giống thổ ha. Thổ lớn tiếng, tốt tiếng lắm anh em ơi. Con này thì kèm thưa à. Nhưng mà cái dạng thúc nó ngặt lắm nha anh em, nó thúc ngặt chứ trời lắm. Coi nè. Con này dạng thúc thì rất là ngặt. Nhưng mà con này kèm thưa thưa anh em, nhưng mà con này tỉnh chim nha, lúc mình bắt thì nó cầm cự trên tàn lâu lắm. Rồi con mã số 03. Nếu anh em bắt hết ba con này thì mình để giá rẻ cho.